11 giờ khuya, 1 giờ 21 phút rồi khuya rồi. Đẻ Kali được 3 em. Cắn trúng đi con. Ở dưới đây rừng cũng đang đẻ đấy thì phải á. À đây, à cũng đang đẻ. Teddy. Teddy cũng đang sinh 3 em Teddy trắng luôn. Biết còn không? À, ra nhau rồi. Hết rồi. 3 em hả? Ờ, à, 3 em. 3 em Teddy trắng. Ừ, tha cái nhau đi đâu rồi?